Hello mọi người. Thì em đã giới thiệu với mọi người về rất là nhiều loại cây cảnh mini mà để bàn rồi đúng không ạ? Thì hôm nay cái clip này thì em xin giới thiệu với mọi người về cây hạnh phúc mà thân nó khá là to như thế này mọi người ơi. Đó. Thì cây hạnh phúc này thì nó là loại cây hạnh phúc tầm cũng khá là to rồi. Cây này thì thích hợp để mình để bàn à, cây này thì không thích hợp, mình không để bàn được tại vì cây cây này thì để ngoài ban công này, để ngoài hành lang hay là để ở trong ấy được. Đây mình sẽ đo cây này cao khoảng bao nhiêu sen nhá mọi người, bao nhiêu mét nhá. Đó, mình đo thì cây này thì sẽ cao khoảng 1,4 m mọi người ạ. Đó đó nè, đó mọi người xem đây, đó cây thì sẽ cao khoảng 1,4 m, mọi người nhìn rõ đây, 1,4 m đó, cây này sẽ cao khoảng 1,4 m cũng khá là cao. Mấy cái cây cao to như thế này ấy, thì nó phù hợp để mà để ở ngoài mọi người ơi. Đó đây mọi người cho mọi người xem đó, gốc của nó cũng, cái phần thân của nó cũng khá là ấy, tầm 40-50 cm đấy mọi người. Đó đây ạ, mọi người thấy không? Đó cái hạnh phúc này thì nó rất là nhiều nhánh này, và cái phần lá của nó này rất là bầu và nhiều lá lắm mọi người ơi. Đó mọi người thấy không? Đó thì cái hạnh phúc này ấy, thì có chiều cao khoảng từ 1,4 m và nó cũng có thể cao và to thêm nữa nha mọi người. Và cái cây này thì tán lá của nó, để mình đo cái tán lá của nó là khoảng bao nhiêu sen nhá. Đó. Mọi người xem với mình. Thì cái tán lá của nó thì tầm khá là dài ấy nhá, khá là dài nhá mọi người. Cũng tầm 90 đấy mọi người ơi, cái tán lá của nó khá là rộng ấy. Này. Mình đo từ cái chỗ có lá đây này, mình đo từ cái chỗ có lá đây. Mình đo ra đây. Đó. Từ 80 đến 90 cái tán lá của nó rộng đó. Khoảng 8 80. Ừ đúng rồi, 80 đến 90 tán lá của nó khá là rộng. Thì cây này thì phù hợp trang trí nội thất ở chỗ không gian lớn nha mọi người. Không gian lớn như là đại sảnh này. Đó ví dụ như là đại sảnh và văn phòng chung, văn phòng to ấy mọi người, văn phòng chung đó, và phòng khách này, phòng bếp, à không phải phòng bếp mà là phòng sếp, như kiểu là phòng to ấy mọi người, mình có thể chung được cái cây này và có thể làm quà tặng khai trương này, hoặc là quà tặng tân gia cho những người mà mình yêu quý nha mọi người ơi. Đó thì cái hạnh phúc to này ấy, thì được nhiều người chọn mua để tặng tặng sếp này, hoặc là có thể đặt ở những nơi văn phòng lớn, phòng khách lớn, tặng khai trương tân gia với cái ý nghĩa là có thể mang lại hạnh phúc và phát triển bền vững đó. Và cây này thì có làm loại cây thân to bằng cứng cáp và nó rất là vững chãi rồi, nó rất là to khỏe rồi mọi người ạ. Và cái dáng của nó rất là thẳng, rất thân nó rất là thẳng, và phía trên của nó thì cái tán lá của nó tròn đều này mọi người thấy không? Đó, cái tán lá của nó tròn đều và cái thân của nó rất là thẳng nha mọi người. Đó. Và cây này thì thường là nó cũng có thể cao hơn, có thể cao gần mét mét 8 mét 9 đó mọi người, nhưng mà cây này thì bây giờ nó đang khoảng là từ mét mét 4, hơn mét 4 một tí đó. Cây thì thuộc dạng thân gỗ nên lá xung quanh của nó rất là tốt. Đó. Nếu mà mình chăm kỹ thì nó sẽ không bị rụng lá đâu, và càng ngày càng đẹp, càng bầu hơn, thì tán lá của nó sẽ rộng hơn và đẹp hơn nhé mọi người. Đó, cây sống rất là tốt ở trong cái môi trường văn phòng này lẫn ở ngoài nữa này. Và cây thì thuộc hành mộc, tuy nhiên là cây hạnh phúc này thì nó phù hợp với tất cả các mệnh rồi mọi người ạ. Đó, cây hạnh phúc này thì nó thường phù hợp với tất cả các mệnh. Đây mình để thấp xuống cho mọi người. Đó, cây hạnh phúc này thì nó thường là nó phù hợp với cả tất cả các mệnh, nên là mệnh
gì mạnh nào thì mình cũng có thể sở hữu được cái hạnh phúc này. Thì đối với các gia chủ mà nó các gia chủ mệnh hỏa với lại mệnh mộc với mọi người thì có thể thuận lợi hơn, làm ăn phát đạt hơn và sự nghiệp tiền tài nó phát triển hơn đó mọi người. Tại vì cây này thì nó hợp với cả mệnh hỏa với mệnh mộc nhá, nó hợp, nhưng mà tất cả ý là nó sẽ hợp với cả hai mệnh đấy đó. Còn lại các mệnh khác mà muốn trồng cái này thì cũng trồng được nhá mọi người đó. Và cái hạnh phúc này ấy, thì là nó cũng có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Trung Quốc hoặc là ở Đông Nam Á mọi người ơi. Và cây này thuộc thân gỗ tự nhiên, nó rất là cao và nó cái lá của nó ấy, và cây của nó ấy, dạng lông chim này, lá của nó có thể dài từ ấy cơ, cái có thể nè, cái cành lá của nó có thể dài và to rất là nhiều cơ, 20 50 cm cơ mọi người ơi. Nó rất là khỏe và nó phát triển rất là tốt đấy. Và cây ấy thì có ba lá cuối như thế này đó, cây thì có ba lá mà tạo thành như thế này mọi người đó, cây đó nhánh nào cũng có ba lá cuối như thế này để có thể tạo thành hình trái tim đó. Khi lá còn non ấy thì nó rất là xanh, khi mà lá đã trưởng thành nó sẽ chuyển sang màu đậm như thế này đó. Và có lẽ là chính vì điều này nên là cây có thể gọi là cây hạnh phúc đó mọi người ơi. Tại vì cây này ba lá như thế này nó biến thành một cái trái tim ấy mọi người đó, một cái trái tim. Sau khi mà đơm hoa kết trái rồi thì quả của nó sẽ như kiểu là hình hạt đạo, hạt đậu ấy mọi người. Đây nhá, mình cho mọi người coi là cái chồi non của nó ấy, chồi non của nó sẽ là non 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 cơ mọi người ơi. Đó. Rất là non này. À, non. Khi mà nó già thì nó sẽ kiểu là xanh như thế, xanh đậm như thế này mọi người ạ. À. Đấy mọi người nhìn rõ không? Nha mọi người. Và cây hạnh phúc này ấy, thì có hoa màu trắng hoặc là màu vàng nhạt nhá mọi người. Và cây này thì có 5 cánh thường mọc thành chùm hoặc là giống cái hoa loa kèn đó mọi người. Tuy nhiên là cây chỉ ra hoa khi điều kiện đủ nắng và nó có thể trồng ở bên ngoài trời nhá mọi người. Và hoặc là cây có thể ít nhất cũng phải kiểu là nắng đến buổi trưa, còn cây mà trồng trong nhà thì nó rất là khó để ra ra hoa nha mọi người. Đó mọi người cứ cứ biết thế. Khi mà mình trồng ngoài nắng mà nó đủ điều kiện ánh sáng để cho cây nó phát triển ấy thì nó sẽ có hoa, có lá và nó có thể mọc hoa rất là đẹp nha mọi người ơi. Nếu mà mình trồng trong nhà thì nó sẽ không được nhiều hoa lắm mà nó sẽ không hiếm khi ra hoa ấy mọi người. Đó, thì cái tên của nó cũng đã tạo cho cái cây này với một phần là có thể có ý nghĩa phong thủy rồi. Và nó mang đến cho gia chủ hạnh phúc này, giúp cho các thành viên của trong gia đình của mình gắn kết hơn, hòa thuận hơn này, giữ gìn hòa khí trong gia đình. Và đối với cây mà để ở trong công ty thì đồng nghiệp luôn niềm nở với mình và vui vẻ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Khi mà tinh thần vui vẻ thì gia đình hạnh phúc và công việc nó cũng sẽ thuận lợi hơn và làm ăn sẽ may mắn hơn này, phát tài phát đạt và tiền bạc nó cũng sẽ phát triển và nó rất là nhiều tiền bạc luôn đấy mọi người, nó kiểu là thu hút tài lộc với mọi người. Cái hạnh phúc nó rất là đẹp và nó có nhiều ý nghĩa sâu sắc mọi người ạ. Và cái hạnh phúc này không chỉ có ý nghĩa phong thủy đẹp đâu mọi người ơi, nó còn có những cái tác dụng như là nó có thể điều hòa không khí, một trong những tác dụng mà không có cây xanh nào có thể mang đến điều đó là nó làm điều hòa không khí và lọc bụi bẩn nha mọi người. Với cái tán lá xanh rậm và nó có cả bầu đẹp như thế này, nó xanh lan tỏa như thế này thì cây hạnh phúc này làm được cái việc này rất là tốt, lọc không khí đó mọi người đó và hút bụi bẩn. Và cây này có tác dụng là kiểu là trang trí không gian nhà ở của mình đó, vì màu xanh là màu giúp giảm stress này và giúp cho không gian sống của mình hài hòa hơn và mình thích thú hơn và mình thoải mái hơn ở trong cái căn nhà của mình.
hạnh phúc còn có rất là nhiều kích thước với cái kích cỡ khác nhau đó, từ tiểu này, từ mini này, tiểu, trung, đại, mọi người ơi. Mini thì sẽ tầm khoảng là 40 đến 50 cm mọi người ạ. Có loại từ 30 đến 50 cm đó. Còn trung cả 30 đến 50 cm. Còn trung thì sẽ là tầm khoảng 1 m đến 1 từ từ 60 đến kiểu là 60 đến tầm 1 m đến 1 m 2, 1 m rưỡi mọi người. Đó. Nên là này. Còn có cây mà đại mà to ấy, nó có thể cao tầm 3 đến 5 mét cơ mọi người ơi, nó rất là to. Đó. Và cây này có thể để cây nhỏ thì mình có thể để ở bàn này, còn những cây to ấy mình để ở sảnh này, mình để ở sàn nhà, mình ở phòng khách to ấy mọi người, thì sẽ giúp cho các bạn có thể phù hợp hơn trong cái việc mà chọn cây ấy. Đó. Nhiều người thì đã thích trồng cái cây này rồi nhưng lại hỏi rằng liệu cây này có phù hợp với các bạn hay không để các bạn có thể mua và trồng. Thì cây hạnh phúc này hợp với tất cả các mệnh vì đây là cây tính phong thủy chung, mang đến cái phước lành cho gia chủ của mình, mang đến hạnh phúc cho chúng ta, nên là cây này có tán lá xanh này, trong ngũ hành thì cây này được xếp vào cái hành mộc, nên là gia chủ mà hành mộc hay là hành hỏa, cái mệnh mộc hoặc là mệnh hỏa ấy, thì ngoài ra còn có ý nghĩa ngoài cái ý nghĩa mà hạnh phúc ra ấy, thì nó còn có thể mang nhiều may mắn, tiền tài này, tiền bạc và nhiều kiểu là nó sẽ phát triển nhanh hơn nữa đó mọi người. Thì về cách chăm sóc thì mình chỉ cần tưới nước đầy đủ và để tưới nước đầy đủ tầm 2 lần một tuần thôi mọi người ơi. Và về ánh sáng thì mình chỉ cần để ngoài ánh sáng á, ánh sáng á, như thế này, có thể là bán ánh sáng, là có thể phần sáng và phần tối, nó có thể để ở trong phần tối nhưng mà mình để ánh sáng ngoài, để ánh sáng tự nhiên là tốt nhất cho mọi người. Hoặc là mình có thể, mình mà trồng trong nhà thì mình có thể để cây ra ở gần cửa sổ nè, hoặc là để cây nơi mà có những cái ánh sáng tự nhiên thì cây nó sẽ tốt và nó sẽ không bị rụng lá đâu mọi người nhé. Hoặc là mình sẽ đem cây ra phơi tầm 8 giờ đến 17 giờ ra mọi người. Và nhiệt độ của cây thì sẽ tầm khoảng 18 đến 25 độ C nhé mọi người. Nó cũng không cần phải có nắng đâu. Nó chỉ cần có ánh sáng như thế này. Đó, có ánh sáng tự nhiên như thế này thôi mọi người, không phải nắng gắt mà nó có chiếu thẳng vào, chiếu trực tiếp vào cây nhá. Đó. Thì để chọn được một cái cây hạnh phúc và dễ chăm sóc, dễ trồng này, dễ phát triển thì và nó không bị sâu bệnh hại gì, thì mình còn phải biết đến những cái nhà vườn mà uy tín mà mình có thể đến xem trực tiếp thì là tốt nhất cho mọi người. Và bên Cây Đời thì đang có cái cây sẵn ở showroom luôn mọi người ơi, thì mọi người có thể ghé qua showroom Cây Đời để mọi người có thể xem và mọi người xem là có phù hợp với mình hay không, thì mình có thể chốt mình dinh về luôn cũng được ạ. Hoặc là mọi người có thể liên hệ với em trước để mọi người xem ảnh này, mọi người có thể liên hệ với em để xem thông tin, xin thông tin và mình lấy thông tin mình tham khảo trước đó mọi người ơi. Đó thì là một số cái thông tin mà mình chia sẻ, thì mong là cái thông tin của mình thì sẽ giúp ích cho mọi người về cái cách mà mình về những cái mà mình muốn 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 chọn một cái nào đó để mà có thể phù hợp với cả bản thân này, phù hợp với cả gia đình, phù hợp với phong thủy nhà mình hay không đó mọi người. Thì em mong rằng thì những cái chia sẻ của em thì sẽ giúp ích cho mọi người hơn. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này, thì em xin chào mọi người nhé mọi người, cho mọi người coi lại một vòng cây hạnh phúc đó, từ tán lá ở trên này, ở trên đấy, ở ngoài luôn này đó, rất là đẹp. Đó mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có gì mọi người có thể liên hệ qua thông tin mà mình để trên tường nhé mọi người ơi. Cảm ơn mọi người ạ.